Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương. Và hôm nay thì bác sĩ hướng dẫn cho các bạn một cái vấn đề khá là thú vị, đó là cách giảm cân bằng những loại thực phẩm tệ nhất. Ô, tại sao lại như thế nhở? Có rất nhiều những cái thực phẩm ngoài kia mọi người đều quan niệm rằng nếu như bạn ăn nhiều, bạn tiêu thụ nhiều sẽ làm cân nặng của bạn tăng lên vùn vụt. Nhưng thực sự thì có đúng hay không? Thực sự thì có rất nhiều các loại thực phẩm tưởng chừng như là làm tăng cân, nhưng nếu như bạn sử dụng cách khôn ngoan và hợp lý thì hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Vũ Đại Dương ngay bây giờ nha. Thực phẩm số 1 đó là những củ khoai tây. Khoai tây nếu như mà dựa trên cái bảng Satiety Index, tức là một cái bảng phân loại về một cái bảng thống kê về cái mức độ no của thực phẩm, thì khoai tây ở trên top. I'm on top, come for trending. Nghĩa là sao? Khoai tây sẽ giúp bạn no nhanh hơn. Cái việc ăn khoai tây như thế nào mới là điều quan trọng. Cách tốt nhất là luộc khoai tây. Đương nhiên thì ăn khoai tây luộc thì không phải là món ngon gì rồi, và chúng ta cũng không thể enjoy được cái món ăn này. Tuy nhiên thì các bạn có thể thử một vài cách khác, như là khoai tây nướng và topping thêm ở trên đó. Một vài những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như là súp lơ, hoặc là cà chua bi, hoặc là ớt chuông chẳng hạn như vậy. Bởi vì sao? Cái việc sử dụng khoai tây làm thực phẩm thì sẽ giúp bạn no nhanh hơn, no lâu hơn. Vì vậy bạn sẽ hạn chế ăn những loại thực phẩm khác. Tưởng chừng như là khoai tây khá là tệ cho cái việc giảm cân, nhưng khoai tây thì lại không chứa gluten. Ngoài ra thì nó còn cung cấp kali cho cơ thể nhiều hơn chuối, và khoai tây thì bổ sung thêm cả vitamin B6 và vitamin C nữa. Vì vậy, đừng dẹp khoai tây sang một bên. Nó có thể là một loại thực phẩm mà nếu như sử dụng khôn ngoan, bạn vẫn có thể thỏa mãn được cái cơn thèm khoai tây của mình, nhưng vẫn có thể giúp giảm béo. Ok. Loại số 2 đó là mì ống. Mì ống, mì spaghetti, mì Ý đó. Đó có thể là một món ăn khoái khẩu của rất nhiều những cái chị em, những cái bạn mà đang bị béo và muốn có nhu cầu giảm cân, phải không nào? Vậy thì chúng ta làm cách nào để vừa ăn mì ống mà vừa giảm cân được hay không? Thực tế thì có những nghiên cứu ở những người mà sử dụng cái chế độ ăn đường huyết thấp, tức là những chế độ ăn mà ít làm tăng cái lượng đường huyết ở trong máu lên một cách đột ngột mà phải tăng lên từ từ, thì thực sự là cái việc ăn mì ống ở một cái lượng đáng kể thì nó không làm tăng cân. Trên thực tế thì những người tham gia vào nghiên cứu này thì họ đều giảm cân được khi mà ăn mì ống. Cái điểm mấu chốt ở đây đó là các bạn ăn loại mì ống được chế biến từ lúa mì nguyên cám, và bạn chỉ ăn xả mì ống một tuần một lần thôi, chứ đừng ăn triền miên ngày nào cũng ăn, thì thực sự là mì ống ăn nhiều và lại mì ống tinh chế từ lúa mạch tinh chế thì cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn béo phì đó. Vậy muốn giảm cân bằng thực phẩm mà bạn thích ăn thì phải khôn ngoan các bạn nhé. Thứ ba đó là các loại hạt, các loại ngũ cốc. Có rất nhiều loại có thể kể, như là hạt điều, hạnh nhân, óc chó, vân vân, những loại như vậy. Những loại đấy thì thường là giàu calo cũng như là giàu chất béo. Tuy nhiên thì thực sự là khi các bạn tiêu thụ các loại này thì bạn sẽ không bị béo đâu. Mà cái nghiên cứu chỉ ra rằng là một phụ nữ mà dùng các loại hạt này trong vòng mà 2 lần mỗi tuần thì sẽ có ít nguy cơ bị béo phì hơn 25% so với những người mà không dùng những loại hạt ngũ cốc như thế này. Thứ tư đó là phô mai. Ai già nghe đến phô mai, món khoái khẩu của rất nhiều chị em mà đang nỗ lực giảm cân đây. Thực sự thì nếu như các bạn đang đếm những loại calo chất thức ăn nạp vào cơ thể thì đừng tính đến phô mai. Bởi vì sao? Phô mai là một loại thực phẩm mà làm từ sữa, nhưng mà nó rất ít chất béo và cực kỳ giàu canxi cho cơ thể. Vì thế thì phô mai có thể giúp cho bạn giảm cân đôi chút, nhưng mà lại có thể bảo vệ được cái xương của bạn chắc khỏe hơn. Vì vậy, tin vui cho tất cả các bạn muốn giảm cân thì vẫn có thể enjoy, vẫn có thể thưởng thức một chút phô mai các bạn nhé. Số 5 mới hot đây, đó chính là cà phê. Ủa, nghe chừng là cà phê uống nhiều thì tăng cân béo phì chứ nhở? Sao bác sĩ Dương lại nói là cà phê lại giảm cân? Quan trọng hơn tất cả đó là cách bạn thưởng thức như thế nào. Bởi vì cà phê sẽ chứa caffeine, caffeine sẽ giúp cho tăng chuyển hóa cơ sở. Vì vậy là nó sẽ đốt cháy nhiều calo hơn các bạn ạ. Ngoài ra khi bạn uống cà phê thì nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy ít đói hơn. Chính vì thế mà nếu như các bạn uống cà phê, các bạn vẫn có thể giảm cân được. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng khi các bạn dùng cà phê, đó là hạn chế thêm đường và thêm kem. Bởi vì đường và kem chính là thủ phạm hàng đầu gây ra thừa cân và béo phì. Vì vậy, enjoy, thưởng thức cà phê, nhưng đừng cho thêm đường các bạn nhé. Số 6, đó chính là cơm. Ăn cơm. Mọi người nghĩ rằng ăn nhiều cơm là sẽ tăng cân, là sẽ không tốt cho sức khỏe, là sẽ béo. Nhưng mà thực sự thì mình đang nói là cơm là một cách chế biến.
Nhưng cái loại gạo các bạn chọn để nấu thành cơm là điều quan trọng. Các bạn hoàn toàn có thể ăn gạo lứt. Gạo lứt cực kỳ tốt cho cái việc giảm cân các bạn ạ. Ngoài cái chất xơ, có loại gạo lứt mà nó nghiên cám, chất xơ cho cung cấp cho cơ thể sẽ giúp cho bạn no lâu hơn, thì nó còn cung cấp rất nhiều các vitamin như là B1, B6, magie, selen, phosphor và mangan. Mặc dù là gạo trắng thì sẽ không được liệt kê vào cái nhóm thực phẩm để giúp giảm cân. Tuy nhiên thì với một lượng nhỏ xíu hợp lý thôi, các bạn vẫn có thể là thỏa mãn cái cơm thèm của mình nhưng vẫn có thể giảm cân được. Quan trọng là kết hợp với các phương pháp khác và những loại thực phẩm bổ sung khác các bạn nhé. Số 7 đó chính là sô-cô-la. Wow, sô-cô-la một món ăn khoái khẩu với rất nhiều bạn. Nhưng mà tại sao sô-cô-la lại là giảm cân nhỉ? Sô-cô-la phải tăng cân mới đúng chứ. Các bạn đừng vội phản ứng, Bởi vì các bạn có biết không, một loại sô-cô-la có thể giúp bạn giảm cân đó chính là sô-cô-la đen. Bởi vì sô-cô-la đen thì sẽ chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa. Ngoài ra thì nghiên cứu chỉ ra rằng là sô-cô-la đen thì sẽ giúp cho cái lượng insulin được điều hòa tốt hơn. Vì vậy nó sẽ giúp cho cái lượng đường huyết trong máu ổn định hơn. Đồng thời thì nó còn kiểm soát được cả cảm giác đói. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ăn thử một miếng sô-cô-la đen nhỏ sau mỗi bữa ăn để làm món tráng miệng. Vẫn có thể thỏa mãn được cơ thèm nhưng vẫn giảm được cân các bạn nhé. Loại số 8. Ồ, loại số 8 này sẽ là một thực phẩm mà tín đồ cho rất nhiều các anh chị em mà đi xem phim. Đó chính là bắp rang bơ. Yeah. Nhưng đừng vội vui mừng. Bắp rang bơ thực sự là nó sẽ giúp bạn giảm cân bởi vì nó sẽ làm cho bạn no cực kỳ nhanh. Nhưng mà bắp rang bơ phải không chứa đường và bơ các bạn ạ. Vì vậy bắp rang bơ thực sự có thể giúp bạn thỏa mãn cơn đói, nhưng hãy chọn những loại bắp rang bơ mà không có đường và bơ, và các bạn có thể là ăn nó bởi vì nó cung cấp cho bạn rất nhiều chất xơ. Tuy nhiên thì các bạn sau khi ăn bắp rang bơ xong mà lại ăn một bữa thịnh soạn nữa thì cái nguy cơ tăng cân cũng rất là cao đó. Nhớ là bắp rang bơ ăn để thỏa mãn cơn đói và không ăn những thực phẩm khác thì mới phát huy tác dụng giảm cân các bạn nhé. Và cuối cùng đó chính là sữa nguyên chất. Ồ, sữa nguyên chất là một loại thực phẩm giàu chất béo. Uống sữa vào thì tăng cân chứ. Đây có thể là một câu khẳng định khá là kỳ lạ, nhưng các cái chuyên gia nghiên cứu chỉ ra rằng là khi các bạn uống một cái ly sữa nguyên chất thường xuyên thì sẽ không làm bạn tăng cân. Cũng có thể là do khi bạn uống sữa nguyên chất như vậy thì sẽ làm bạn no cực kỳ nhanh và bạn sẽ giảm ăn các thực phẩm khác. Và vừa rồi thì bác sĩ Vũ Đại Dương đã liệt kê cho bạn rất nhiều các loại thực phẩm mà nghe chừng tưởng như là tăng cân, nhưng thực sự nó nếu như ăn một cách hợp lý và khoa học, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào chế độ ăn của mình mà vẫn giảm được cân. Hy vọng đây là một cái thông tin rất là vui và hữu ích cho tất cả những tín đồ ăn uống và đang có nhu cầu giảm cân. Và đừng quên trên kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương còn có rất nhiều các video hay ho khác. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.